Mình mua sim đầu số 0569, giờ muốn đổi sang mạng Viettel thì đầu số là bao nhiêu bạn? Ai chà, đây là một cái yếu tố rất hay nhầm lẫn của khách hàng. Việc mua sim đầu 0569 đó là của nhà mạng Vietnam Mobile, được Bộ Thông tin Truyền thông gắn với nhà mạng này. Khi mà bạn muốn chuyển mạng giữ số thì trong cái yếu tố chuyển mạng và giữ số đã rất rõ ràng. Chuyển mạng là gì? Đó là bạn chuyển sang nhà mạng Viettel để sử dụng sóng Viettel, dịch vụ của Viettel và các tính năng khác mà nhà mạng Viettel cung cấp. Nhưng giữ số tức là gì? Bạn giữ nguyên cái số SIM này, không thay đổi một chút nào, mà chỉ là sử dụng dịch vụ của nhà mạng mới thôi, chứ không phải là bạn sẽ thay đổi đầu số từ 0569 sang một đầu số 09 nào đó, hoặc 03 nào đó, hoặc 086 nào đó, thì hoàn toàn không phải. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một số SIM thì đã được bán cho một người, thì đó là một tài sản và được ấn định con số rồi. Bạn nếu như muốn mua một số SIM có 6 số đuôi giống như số bạn đang dùng, hoặc 7 số đuôi giống số bạn đang dùng, hoặc 8 số đuôi giống số bạn đang dùng, thì mình có thể hỗ trợ. Chứ còn để nói như bạn rằng là chuyển đổi đầu số 05 thành đầu số nào đó thì mình chịu nhá. Minh Nga Mì, bí ẩn SIM.